Trò chơi sau đây chúng ta thử độ dẻo dai của con người. Là đi ngủ luôn anh à? Dạ không ạ. Hãy nhìn lên sân khấu, xin mời dạt qua hai bên. Bây giờ chúng ta sẽ thi đối kháng. Một người đội này đấu một người đội kia, chúng ta được quyền lựa chọn cặp. 4 lần chơi, ai thắng nhiều hơn thắng. Trong trường hợp cả hai đều thua ở một mức thì cặp đó huề. Ok. Em với anh Luật. Em với chị Kỳ. Em với Luật là em lợi thế rồi. Hãy lựa chọn chiều cao tương xứng. Bản lãnh lên. Em với chị Kỳ. Em với anh Vinh. Trời ơi, tiền chơi đi. Em đi ngủ à. Em đâu có, bốn lần. 2 lần. 4 người lần anh. Tí nữa quay lại. Chị với em. 4 lần à. Ai muốn với em à? Chút đây. Nữa. Bây giờ cho ST chơi trước đi anh chị sao cho. Đúng rồi, vậy thôi cho anh ST chơi chị Kỳ trước đi. Rồi mời, xin hỏi chọn mức nào ạ? À? Mức cao nhất à? 130. Dạ, dạ không, em chọn mức 90. Vô một cái một thắng hoặc thua luôn cho đỡ mức. 130. Kỳ. Go. Lướt nhanh cái coi. Hai chị em mình. Ủa, mình đối lập với em. Từ từ chị khoan xuống nha. Ôi hay quá, lên. Chị lên, hay quá. Ít thôi, xuống vừa đủ thôi. Xuống cho qua thôi, vậy. Chị đừng có. Ủa, đang dưng hả? Ừ. Chị thấy qua khỏi mặt chị cái là chị bật chạy liền. À, ok, ok. 120. Mình đi một tông một thôi nha, chúng đi chậm đi nhanh nha. Đi nhanh để chơi dễ quá, đâu được. Ít thôi kỳ, giữ vậy. Ít thôi kỳ, giữ vậy. Ủa, gì hả? Ít chạy quá trời. Trời ơi, em có niềm tin mãnh liệt vào chị, gán lên nha. Ít thôi xuống nhiều quá mệt. 110. Thôi đi nhanh hay là đi chậm? Chậm đi. Đi nhanh mới dễ phải không? Đi nhanh nào, tớ kia dừng lại slow motion. Slow motion. Chưa tới đâu chị, chưa tới đâu, đừng ngã xuống. Chào bà Kỳ xuống dưới dây cây. Lên chị Kỳ ơi, lên. Chào bà Kỳ xuống dưới dây cây. Lên chị Kỳ ơi, lên. Kỳ ơi xuống ít, tao đỡ mệt. Hay quá hả? Đi theo cái đó, để thôi chị đỡ mệt. Cân tài, cân sức. Hay quá rồi. Cái này mình phải thắng. Chính rồi. Chị tôi 2 vòng nha. Chưa, khoan xuống, đợi tới đi hả? Nó không chơi, mà Kỳ mình không chơi quá. Ôi, Kỳ mình không chơi quá. Ôi, bây giờ mới là thang nguy hiểm à. Anh ơi. Tài năng. Quay. Mình nghỉ ngơi chứ mình. Trời, bà Kỳ giữ dây cây. Trời, bà Kỳ giữ dây cây. Xúc ít thôi. Đụng với dưới hàng nha, đụng với dưới hàng. Ok. Tì, sao anh nhìn nó vậy? 80, ST là dân nhảy múa mà. Trời ơi, cái mức này thấp lắm Tì ơi, cố lên. Em chỉ cần qua đầu là được hay sao? Đúng rồi. Đừng có đụng sàn nha. Không đụng sàn nha. Rồi lên chị Kỳ ơi, lên. Rồi lên chị Kỳ ơi, lên. Hay. Hay. Trời ơi, gặp đôi khủng khiếp. Cây phun đánh tủ. Bây giờ là mức 70. Go. Trong đợi kìa. Lý Như Kỳ tiếp tục tỏa sáng. Ui, giang tay. Hay quá chị ơi. Sao đâu này dừng cuối. Bây giờ là mức 60. Được chưa xuống nào. Chị Kỳ đợi nó tới đã. Cố lên. Trời ơi, giỏi quá vậy. Mức 50, mức cuối cùng. Chưa, khoan xuống nha, khoan. Từ từ nha Kỳ ơi. Từ từ hả? Rồi sao nữa? Đây là chưa tới đầu gối. Không được, bởi vì sao cái cây nó không qua đầu gối được nên. Này Huê. Huê, nhưng mà vỗ tay đồng nhiệt. Trời ơi, lần đầu tiên tôi không có tác dụng trong đội. Kính đây kính. Chủ bài bên tôi. Em đúng với tay chân luôn rồi nè. Cặp tiếp theo. Em với anh Vinh đi, Vinh lên. Ủa sao em không chọn Dạ hay Ngọc? Chị Ngọc dẻo lắm, chơi gì đấu gì Kỳ. Đúng rồi. Cặp tiếp theo. Bây giờ là cặp đôi Trư Thế Vinh và Thúy Ngân. Cặp đôi vừa rồi là quá xuất sắc. Đến nỗi một cái thang còn chịu không nổi nữa mà. Anh Vinh cố lên. Vị trí đầu tiên. Sao chị giọng chị hơi yếu vậy? 100 có nghĩa là 1 mét. Go. Hai. Vinh là cái body gì nó to nên đúng xuống rồi. Lên rất là khó. Đúng rồi. Bây giờ là 90 nghe mọi người. Tôi dâu chú rể làm bể bình bông. Làm bể bình
Ok, một, nhà hai. Tên, 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 đội mình vậy. Anh nặng 85 kg. Em xin lỗi vậy ơi, chút rồi anh luật chị hãy làm vậy. Chứ anh Vinh là tội nghiệp làm của mình. Làm đi rồi đó, rồi coi sao. Bây giờ là 80. Làm như vậy đó, nó rất là tội đó, đúng không? Yên tâm anh Vinh phải tin em. Anh Vinh quá dạ ơi. Đừng không anh Vinh chứ Thủy Ngân là Vinh là các cậu ok lắm. Vinh tôi thiệt, thưa quý vị là nấc nữa thôi là đi à. 70. Cố lên anh Vinh. Mình ăn cho cố vô, bây giờ mình thấy hậu quá đúng rồi. Hồi nãy là ngài dắt mì. Vô ơi, từ từ. Đi nhanh mà chuẩn bị, đi nhanh nè. Đi, đi em. Đi chưa? Đội mình, đội nhà, đội nhà. Đội nhà hỗ trợ anh. Quỷ số. Quá chứ ơi. Thí Ngân đã chạm vòng 3 vào cái nệm rồi. Vinh chứ hả? Tại vì bị lâu quá em kèm không nổi. Anh Vinh tuyệt vời. Lâu quá không dừng lâu. Cái đùi Ngân sao mạnh bằng đùi Vinh được. Giỏi quá, tiếp theo. Giỏi luôn á. Là chúng tôi. Bật lên đi nào. Ồ. Chị sợ. Dài ấm dữ hen. Chưa đâu anh mang vô đi. Xin hỏi cặp đôi Ninh Dư Lan Ngọc và Tiến Lực muốn mất bao nhiêu? 100. 190. 90. 90 đi cho nó lẹ. Được. 90. 90 đẩy thật lẹ. Ai sẽ là người chiến thắng? Go. Cái gì vậy? Gớm hết luôn rồi. Đẩy thật lắm chứ. Ninh Dương Lan Ngọc mất nó thiệt chứ. Mất nó thiệt. Bây giờ Lý Như Kỳ sẽ đấu với ai? Với chị Dạ. Lâm với Dạ. Nếu mà Kỳ thắng là Kỳ đấu đừng đấu nữa luôn, chứ tôi đấu không nổi nữa. Đợt đầu tiên là ST về với Lý Như Kỳ. Hai đợt vừa rồi là đội màu cam toàn thắng. Thì giờ Lý Như Kỳ sẽ đấu để lấy lại danh dự, chứ còn mình vẫn thua. Bây giờ là Lý Nhã Kỳ sẽ chứng tỏ cho tất cả mọi người cùng biết đây là át chủ bài của cái trò chơi này. Dạ không có đâu nha, chân em run rồi nha. Bây giờ xin hỏi vị trí bao nhiêu ạ? 70 ạ. 70. Wow. Go. Wow. Chị Dạ đúng rồi kìa. Rồi Dạ đúng rồi, thua. Ủa? Lần đầu tiên Dạ thua luôn. Thử cho Dạ cái đi. Dạ, tại sao em lại thua vậy? Tại sao em lại thua? Hả? Tại sao em thua? Dạ, em dục tóc bất đạt đó. Sao em thua vậy? Đừng dinh. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ở trò chơi này đội màu cam vẫn thắng.